Con nghe đó. Thì đây nè, chương trình của con đang phỏng vấn cái cô nào đây nè. Tắt cái đó đi, tắt coi cái đó đi, cô quay Tắt màn đi hình cô, tắt lại. đi. Khỏi chứ không quay được. Tắt Mình rồi, vô mình tắt đứng rồi ra. nè. Đây Rồi nè, cái máy tắt rồi vậy đi. Rồi vậy đi cô, được rồi. nè. Đây nè, cái máy Rồi. nè, cô đưa cho con coi, tắt rồi đó. Rồi. Rồi bây Rồi. giờ để con rồi bắt đầu để con chào quý vị khán giả trước cái nha. Ủa sao cô không thấy gì con hết trơn vậy? Dạ, không cô không cần thấy con đâu. Dạ. Ờ sao vậy? Tại sao không thấy? Không sao, không Rủ sao con mai cô. mốt về, về Ủa, bên đó bây để bốt cô về, cô tụi về thì con cô sao? xuống cho chương trình cô gặp mặt thẳng tụi con ha. Dạ. Ủa mà con ở đâu? Dạ con ở Bến Lức, Long An. Ôi trời ơi. Dạ. Nghe Thôi bây nói giờ cũng cái đó để cô cháu mình tâm sự sao bây giờ. rồi rồi. Lời đầu tiên mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay mảnh ghép yêu thương có tiếp một người cô. Dạ mảnh ghép yêu thương chào cô. Ơi, cô chào con. Dạ bây giờ Cô cô chào chào. yêu thương, cô chào tất cả mọi người, tất cả nhà. Dạ rồi cô có thể cho mọi người biết cô tên gì, bao nhiêu tuổi không cô? Cô tên Trần Thị Nguyệt, Dạ. sinh 1954, À, 54, 54 năm nay là 68 tuổi, 69, 69 tuổi rồi. Cô 69, để Nguyệt nhiều bánh tươi đi 60 cho ăn. Cô Nguyệt 69 tuổi, cô ở nước nào cô? Cô ở Pháp, Wow, cô ở Pháp. cô cũng gửi tin nhắn qua cho con biết hết rồi. Dạ. Cái này là mình phỏng vấn cô nên mình phải hỏi, Biết mình rồi, phải biết hỏi. biết cô phải con phải hỏi cho tất cả mọi nước đều biết, Dạ đúng rồi cô, hay quá. tại vì Rồi cô ngồi ở ngoài coi hàng ngày. cô Nguyệt 69 tuổi ở bên Pháp, bây giờ chắc cô về hưu là cô ha. Cô thì về hưu lâu rồi, Dạ giờ cô có còn làm việc gì bên ngoài không cô? không không có làm gì hết. Dạ bây chỉ giờ lãnh lương hưu thôi ha. bây giờ thì nói ra đồng tiền lương hưu thì cũng không có bao nhiêu, tại Dạ. vì ngày xưa cô qua đây cô đâu có lo, cô đâu có đi làm đâu, bận bịu con cái lo con không à. Dạ. Nếu mà đi làm á, thì tiền gửi con nó đi học rồi cho nó ăn căng tin này kia đủ thứ thì không đủ. Dạ. Thành ra đó cô làm theo cái kiểu cũng giống như là mình lấy đồ về nhà mình làm, mình không có khai báo Dạ. đó. Thành ra đó cái vấn đề lương hưu thì không có được nhiều, nhưng mà bây giờ tính ra đó là đủ sống, Dạ. đủ sống. Cô Nguyệt là để tiếp tục cuộc trò chuyện đó, thì mảnh ghép yêu thương của tụi con xin ngắt lời cô chút xíu nha. Được. Dạ cô Nguyệt, cô có đồng ý cho mảnh ghép yêu thương của tụi cháu sử dụng hình ảnh của cô đăng lên mạng xã hội không? Thiệt, đã một khi mà đưa mặt lên trên này rồi thì đương nhiên là phải bằng lòng chứ, không bằng lòng thì đã dính trên màn hình rồi. Dạ, mọi thắc mắc sau này khiếu nại của gia đình con cháu cũng như bản thân cô kêu tụi con gỡ video này xuống là không được cô ha. Không bao giờ cô kêu gỡ Rồi cảm ơn cô. đó, là... Rồi đó. bây giờ hôm nay cô muốn mảnh ghép yêu thương của tụi con giúp gì cho cô nè? Nói nào ngay thì cô hôm đó đó là cô coi thấy cái anh gì đó, anh no gì đó Dạ thì chú no mới vừa lên, thì ảnh mới vừa lên ha. thì cô cứ ghi tên cô của ảnh đại rồi cô chạy đi về vấn đề giấy tờ của cô. Thành ra cô không có coi hết cái chương trình đó, nhưng mà cô nói thôi thấy ảnh nói chuyện này kia thì cũng đàng hoàng Dạ. đó. Thành ra cô mới lên, cô mới gửi gửi tin nhắn cho con đó Dạ. để mà lên để mà coi coi ảnh coi như, tại vì cô không có coi hết, thành ra không biết ảnh có hút thuốc có uống rượu hay không cô không biết Dạ. đó. Nhưng mà thấy cái tư cách của ảnh nói chuyện rất đàng hoàng Dạ. đó. Với lại hơn nữa đàng hoàng hay không thì sau này đó có được cái điện thoại này kia giao tiếp nói chuyện qua lại thì tìm hiểu chứ Dạ. đâu có phải là sướng sát sắp vô bậy bạ đâu. Đúng rồi. Cô Đó. no nè. Ví dụ như ngoài ấy Cô no quên lắm, cô cô no lắm.
Cô Nguyên, cô anh con Cô quên Nguyên, lộn. cô Cô Nguyên. Nguyên là ngoài chú No ra thì cô, nếu mà chú No không được thì cô có thể mở rộng ra cho những chú khác đến với cô được không? Cái đó thì nói nào ngay cô cũng không biết được, tại vì cô cũng không có thích tiếp xúc nhiều. Dạ. Với lại hơn nữa đó, thời buổi này đó thì không biết ai xấu ai tốt. Dạ, cô yên tâm đi cô. Không, cô biết cái chương trình của con là đặc biệt, cái vấn đề con cũng kiểm soát này kia dữ lắm, Dạ, bảo mật người lắm dạ. được hay không được cô thì con sẽ nói. Dạ. Thì đâu có sao đâu, thì nói tóm lại là bây giờ cũng giống như là làm bạn trước tiên. Dạ đúng rồi, phải tìm hiểu chứ cô. Thì đó, thì tìm hiểu thì ai cũng được hết, con Dạ. thấy người nào cảm thấy đàng hoàng thì con cứ việc cho. Hả? Mà khi nào mà tụi con gặp cái chú nào mà giống như lời của cô nói vậy đó thì À. tụi con sẽ tụi con sẽ gửi cái link cho cô coi, rồi nếu mà Thì cô cho phép thì tụi con mới cho số, chứ tụi con cũng không tự ý cho. biết biết cô biết cô biết tại vì cô theo dõi nhiều chương trình con, Dạ cảm ơn nhiều cô. nhất ở trên mạng đó, tại Dạ. vì ăn ở không, cô ăn ở không cô cứ ngồi cô coi gì thôi, Dạ. còn không là nói chuyện với bạn Dạ. bè cô thì này nước kia nhiều lắm. Dạ. Lúc mà con liên lạc với cô mà máy móc bận đó là Dạ. tại vì cô nói chuyện với bạn cô ở Bình Đức Dạ. đó. Rồi cô nói cô cũng nói cái vấn đề cô lên sắp sửa lên trên mảnh ghép yêu thương Dạ. đó. Rồi bạn cô mới nói hả, mày đút đầu lên đó nữa hả đó. Rồi coi chừng á, coi chừng thiên hạ này kia đó. Nó tên nó ơi ai nuôi tao, tao nuôi tao chứ chẳng ai nuôi tao hết. Đúng rồi, cô nói câu này là chính xác Cái nhất, chữ coi hay chừng tao nhất không luôn. cần coi ai hết. Đâu có ai đem tới niềm vui hạnh phúc cho mình bằng chính bản thân mình đâu, đúng không cô? Nhưng mà cô nói thẳng một câu, tay làm hàm nhai, không ai nuôi cô không sợ ai hết. Đúng rồi, mình không sợ ai Đó hết, là. người Với đặt lại lên tâm. À. cái mạng xã hội này mà ai muốn nói gì nói mặc kệ. Đúng rồi, cô chính Đó xác. là. Bỏ ngoài tai là mình sống Dạ. cho mình. Dạ. Phải rồi, không ai sống thay mình được. Thì đó, Dạ. thì cô nói thẳng ra, ai ghét thì cứ việc ghét. Dạ. Cô cần người ghét hơn là cần người thương. Cô Đúng nói vậy rồi. với con. Cái đó mới là chân thật nhất đó cô. Dạ. Bản tánh của cô là như vậy đó. Dạ đúng rồi, cái người chân thật là họ sống như vậy. Còn mà mình sống mà cứ ngó người này ngó người kia, nói này nói kia là mình chưa có sống thật với chính mình. Với lại hơn nữa, cô nói thật với con, bây giờ mình đứng ở đây mà mình dòm ở kia mà chưa chắc gì bên kia nó tốt hay nó xấu. Chỉ Đúng rồi. dòm thấy nhưng mà chưa vô đó ở làm sao biết được. Dạ. Là đắp cái chăn đó có rận hay không có rận thì mình biết chứ ai biết. Dạ. Người đời thì cứ nhìn vô trời ơi tốt quá, hạnh phúc quá, nhưng mà sự thật nó không có hạnh phúc. Dạ. Rồi ai biết được. Cô sang Pháp lâu chưa cô? Cô qua Pháp lúc đó cô chưa được 23 tuổi. Wow, cũng nay cũng lâu rồi, 50 mấy năm rồi. Ê, Lâu quá. 40 mấy năm. 40 mấy năm. Dạ, 40 mấy năm. Cô đi với đứa con gái cô lúc đó nó mới được có 2 tuổi à. Dạ. Mà năm nay nó 40 mấy tuổi, gần 50 rồi. Bên Pháp bây giờ bắt đầu lạnh chưa cô? Giờ này cũng hơi mát mát. Giờ này bên Pháp là bao nhiêu giờ cô? Giờ này bên Pháp á, 12 giờ rưỡi. 12 giờ rưỡi trưa hay là đêm? Trưa. Giờ này ở bên Việt Nam mới có 5 giờ rưỡi. Ủa 6 giờ rưỡi. Đâu 5 giờ rưỡi cô, 5 giờ 35. À 5 giờ 35 đúng rồi. Giờ À quên, 35. quên, Ở bên quên. Quên. Pháp là 12 giờ 35 12 giờ 35 mà tới 28 tây tháng này đó là đổi giờ rồi. Dạ. Rồi bắt đầu 20. Nó đổi giờ chênh lệch nó xa không cô?
Thì hiện tại bây giờ đó là bên Việt Nam đi trước 5 tiếng. Đi trước bên Pháp 5 tiếng. Nhưng mà cho cuối tháng này đi, bước vô đầu tháng 11 đi. Tại 28 tây tháng này đó là đi trước 6 tiếng. Việt Nam đi trước 6 tiếng. Nghĩa là 12 giờ trưa của Việt Nam là 6 giờ sáng của bên Pháp. Rồi bây giờ cô cháu mình trở lại ha, thì Rồi, cô tốt để ý chị chú hỏi. non. Thì sau khi cái đoạn video này tụi cháu đăng lên mạng xã hội đó, thì sẽ gửi cái link này cho chú no xem. Nếu mà chú mà con nghĩ nhất định là chú no sẽ ok, sẽ gặp thấy cô thì sẽ chấp nhận. Nếu mà chú no mà có từ chối thì đó là cái duyên số của mình cô ha. Thì Ôi, mảnh ghép cô yêu đã thương nói tôi. với con rồi, vô đầu cô đã nói rồi, nghĩa là có duyên thì gặp, Đúng rồi, nhưng mà có nợ là khác nữa. có nợ thì dính. Thì đương nhiên thì có nợ là khác nữa, chứ còn trời ơi, già rồi mà nói yêu với thương, hai chữ yêu thương để dành cho những cái đứa mà 17 tuổi trở lên. Đúng rồi, tuổi trẻ. Tuổi này là tuổi lớn, tuổi già là chỉ là tình thương thôi. Rồi mà cũng có tình thương nữa, gọi là nợ nần, kết với đã ở với nhau là nợ nần, Nào nào cô hết nợ thì buông ha. vậy thôi. Rồi nếu mà không có duyên nợ với chú Thì no là bạn, thì là bạn, thì là mảnh ghép bạn tụi con thôi. sẽ mảnh ghép tụi con sẽ có rất là nhiều chú nữa, thì sẽ gửi cho cô xem nếu mà cô có quyền lựa chọn mà. Trời ơi, thì quyền lựa chọn thì đương nhiên rồi. Ở bên này cũng có, cô cũng đâu có thèm chọn. Chọn Việt Nam mình đi cho nó chắc. Thì đương nhiên rồi. Bên này cũng có, nhưng mà cô không chọn. Nghĩa là cô đã nói rồi, cô cũng không thích. Lúc mà cô á, trong đầu cô cứ nghĩ, thôi, mình cho nó khỏe. Chứ còn dính vô đây đó là cái nợ, ở đợ ban ngày mà lẫn ban đêm, con hiểu không? Câu cô nói đó, ở mình là người đàn bà đó, mà bây giờ sắp vô một cái là ở nợ, ở đợ ban ngày lẫn ban đêm. Đúng rồi, cũng khổ lắm, nhưng mà thì cái duyên Nhưng nợ của mình mà thì phải trả thôi. thì đương nhiên là cái nợ là phải trả, nhưng mà cô thì cứ nghĩ là cô không có nợ nữa, nhưng mà sao mà nhìn thấy chú Noa nói chuyện này kia hiền hậu, cô nghĩ là cái hiền đó mà cô mới lên lên thôi, chứ còn nếu không đó là cô cũng không lên đâu. Đó chính cái hiền đó là Thì cái nợ đó cô ơi. tại vì cái đâu có biết được, nhiều khi cái đó là thuộc lại cái duyên thôi. Chừng nào mà gọi là nợ đó thì mới lại lại đi chung một đường. Cô có định Đó. Tết nay cô về nước không? Không, cô thì không có về Tết đâu. Chắc ra Tết hả cô hả? Cũng tại vì đi về Tết đó, thì vé máy bay nó mắc. Đúng rồi, ai cũng nói như thế. Thành ra đó, đi trong cái tháng nào mà vé máy bay nó rẻ, với hơn nữa đó là con cô đây nè, cũng đứa này, mẹ có về không? Mẹ về con đi theo mẹ chơi 3 tuần. Đó. Đứa khác thì con đi theo mẹ chơi 2 tuần. Đó. Và nói giờ tao chưa tính, để đó từ từ tao tính. Đó. Thành ra bây giờ cũng chưa ấy, tại vì nếu mà cô về đó thì cô phải bắt bo thì cô có sẵn rồi, nhưng mà cô phải xin cái visa 5 năm. Cô hồi xưa mình ở bên Việt Nam mình, quê gốc cô ở đâu cô? Cô thì sanh đẻ ở Hải Phòng, mẹ cô bồng cô vô vô miền Nam đó là 54, lúc đó Vậy cô cô nói tiếng Sài Gòn rất là sỏi luôn, rất là cứng luôn. trong nhà cô ai cũng nói giọng Bắc, nhưng riêng cô là nói giọng Nam. Nói giọng Sài Gòn luôn á, chuẩn Sài Gòn luôn. Đó. Thành ra mẹ cô bồng cô vô mới có 2 tháng thôi, nhưng mà gia đình cô, em út cô hay là cháu cô bên cũng đều nói giọng Bắc hết. Lúc nhỏ cô này, lúc nhỏ cô chắc tướng sang trọng, chắc nhiều anh theo lắm ha. Bây giờ cô vẫn đẹp lão, đẹp lão lắm thật. Nói đúng ra thời xưa cô còn nhỏ thì cô chỉ cứ quanh quẩn ở trong nhà thôi. Mẹ sai xách giỏ đi chợ thì đi chợ.
về thì ở trong nhà chứ không có đi chơi. Thành ra cô mang tiếng cô ở Sài Gòn cô không biết đường xá gì hết đó. Đó. Nhưng mà có một cái gọi là đi á, thì mẹ nuôi heo nuôi cậu thì đạp xe đạp đi lên, gọi là ngày xưa kêu là cái gì, chợ cậu ông Lãnh Dạ, chợ Cộng Lãnh à, thì bận đi có á, chợ thì Cộng đạp Lãnh xe đạp quận nhất, đi, bận đi thì đạp xe đạp đi, nhưng mà khi bận về đó là con biết làm sao không, mấy cái bao bố tải, mấy cái bao mà gọi là bao gạo thời xưa mà bằng kêu là chỉ xanh đó, bao mà cả cả tạ không á, chất lên xe đạp đó là đẩy về chứ lấy gì đạp được. đúng rồi, bao gạo bao bố chỉ xanh hồi xưa Thì đó hỏi con đi, cứ chất lên rồi cả bao như vậy đó, là khoai mì không vậy đó, rồi đẩy về chết muốn học gạch. Đi thì đi xe đạp ngon lành lắm, mà bây giờ đó cô nào ngày xưa cô đi dạng là đi theo chồng Pháp hay là sao cô? không, cô đi viện con lai. À, cô đi viện con lai, Ừ. thấy cô gương mặt cô là lai Pháp á. Cha Pháp mẹ Việt. Đúng rồi, lỗ mũi cô rất là cao luôn. Ghi đi lại cặp mắt của cô sâu á, y như người Pháp vậy đó. Thì cha Pháp mà làm sao không y. Đúng rồi, cái nét Pháp nó rất là đậm luôn. Đi là đi cái gương mặt đó, chứ không có giấy tờ gì hết. Đúng rồi. Là lúc cô đi là cô có dẫn theo mấy người con hả? Một đứa con 2 tuổi. Rồi nãy cô nói hình như cô có hai ba người con hay gì mà Cô hả? Tới 8 đứa đừng cơ. 8 người con, rồi cô dẫn qua bển hết luôn hả? Cô đã nói cô đi có một đứa con 2 tuổi. Không, sau này á, cô nói sau này là cô bảo lãnh qua hết hay sao? Đâu có bảo lãnh. Cô ở Việt Nam đi năm cô 23 tuổi, chưa tới 23 tuổi. Đi với một đứa con 2 tuổi, tất nhiên là một mẹ một con. Qua đây sau đó là cô với chồng cô là thất thất lạc lúc mà gọi là giải phóng ở bên Việt Nam rồi. À, rồi cả mấy năm trời không có tin tức, tới chừng qua đây đó biết bao nhiêu năm mới gặp lại ông chồng ở bên này, là ba của con nhỏ con gái lớn đó, rồi mới gặp lại, rồi mới ở lại với nhau đó. Nhưng mà hai chữ hôn thê hôn thú là không có à, thành ra ở lại với nhau sau đó đẻ ra một đống con nữa đó. Là 8 người. Nhưng mà ổng kêu làm giấy tờ hôn thú cô nhất định không làm, tại vì cái hoàn cảnh thì nếu mà nói ra đó thì cho là mình nói xấu chồng mình cũng không tốt, tự mình biết thôi, cắn răng sống cho với con nhưng mà kết cục cũng không sống được, muốn cho con có cha, mình đã từng thất lạc cha mình rồi nhưng mà bây giờ muốn cho con mình có cha đầy đủ nhưng mà kết cục không được, phải nhường lại cái nhà để cho ổng ở đi đó. Năn nỉ ổng, ông có việc làm, ông làm ơn ông đi á, mướn nhà ông ở để cái nhà lợi cho tôi với con tôi ở, sau khi tôi trả nợ hết rồi thì lúc đó bán chia ra. Ổng nói một câu, nhờ tao mày mới có nhà ở, còn không có tao thì mẹ con mày cũng không có nhà ở. Chỉ có một câu đó cô cũng cắn răng cô chịu. Nhưng sau đến á, ổng lại đi làm giấy tờ xin cho con cô á, vô cô nhi viện ở. Tại vì cô nói cái luật pháp bên Tây nè, con có đi làm thì con mới có giấy tờ, con mới mướn mướn nhà chung cư được, còn không có giấy tờ không mướn được, mặc dầu con có bỏ tiền ra họ cũng không cho mướn. Vì như vậy cô mới hâm một câu, cô nói được rồi tao bỏ hết bầy con cho mày nuôi. Đó là tại vì tức giận quá rồi, bây giờ nói cái gì cũng không được, thành ra cứ mày tao hả, để cho ông nuôi, tôi đi ra tay không, để tôi đi kiếm việc làm, sau khi tôi có giấy tờ tôi đi mướn nhà, lúc đó tôi về tôi lấy con tôi đi. Trời ơi, ông đi ác nhân ác đức, ông đi ông ra tòa ông xin cho mấy đứa nhỏ vô trong cô nhi viện, cô thì đâu biết, giấy tòa gửi lên cô xách hết mấy đứa con cô lên, trừ ra đứa con gái lớn cô là không có đi theo, tại vì lúc đó nó đã 18 tuổi rồi, nó kêu dưới 18 tuổi đem đi theo
Thế là cô xách hết bầy con cô ra. Trời ơi, con biết cái hoàn cảnh cô ha, đứng ở trong cái văn phòng mà chỗ mà đòi đòi bắt con cô. Nó biểu cô ký vô tờ giấy đó, con nhỏ đứa con gái đó, nó cầm cái tờ giấy nó khóc lên quá trời luôn. Nó nói một đống tiếng Tây tiếng U với mấy đứa em nó, đứa nào đứa nấy khóc. Cô hỏi cái chuyện gì mày nói cho má biết, tại sao mà tụi bay điên hay sao tụi bay la làng lên vậy. Đó, nó nói má có biết không, má đừng ký, má ký là tụi con đi vô những cái đứa mà gọi là không có cha có mẹ vô cái chỗ đó ở. Trời ơi cô nghe vậy đó, cô biết cô điên đầu, cô đập đầu cô vô vách tường, cô la lên tiếng Việt Nam, tại vì cô không có biết tiếng Tây. Ở với ông chồng không có cho đi 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 ra đường, cứ ở trong nhà, đi chợ ông chở đi, về thì lo cơm nước, đưa con đi học, hỏi con như thế nào. À, thành ra tiếng Tây tiếng U không biết, nhưng mà biết được chút đỉnh đó là nghe, cứ mở truyền hình ra là toàn tiếng Tây không, mà nghe đó thì biết được một vài câu thôi chứ không có biết rành. À, thế là mới đi, cô đập đầu cô với cái tường, cô nói từ khi nào tao chết mày mới bắt được con tao, còn tao còn sống là không bao giờ tao để cho tụi bay bắt con tao. À, thế là cô nói toàn tiếng Việt mà la làng lên, rồi cái con cô nó mới dịch lại. Thì nó mới nói cô đó là đừng có làm dữ như vậy, bây giờ cứ bình tĩnh lợi này kia đủ thứ đó. Cô nói không, cô chết tại đây. Thế là nó nói thôi mày đi chìa đi. Mà lúc đó đó là nói nào ngay cô đậu bằng lái xe, rồi cô đậu bằng lái xe tại bên Pháp này nè. Nhưng mà 5 năm trời nó không cho cô chạy xe. Sao kỳ vậy cô? À, à đi đâu thì ổng cũng chở à, mà ổng không cho cô chạy xe. Nhưng mà cô nói thiệt với con, cô mà tức lên thì cô lì lắm, không có ai mà cản được cô đâu, chỉ có trời đánh cô được thôi, chứ còn ngoài ra không ai làm gì được cô. Cô về đó giấy tờ xe cô lấy, xe thì xe cô mua mà, tại vì cô làm cái đó cũng giống như là kêu làm lậu không có khai thuế, thành ra cái số tiền đó còn cô mua chiếc xe đó cô đứng tên. Thế là cô lấy xe ở cái vùng quê toàn là ruộng lúa không, cô xách xe cô chạy tới chạy lui 6 cây số, đánh 3 vòng cái kiểu đó, qua ngày mai cô xách đi lên Paris luôn, cô chở hết 7 con cô đi luôn, mỗi đứa chỉ có 3 mặc bộ đồ trong người với lại 2 bộ đem theo, mền gối này kia cô giục lên chiếc xe đó, xe đó 9 chỗ ngồi đó. Cô cho cô con cô sống lang thang ở trong xe kiểu đó, rồi cô tức, cô làm cho bằng được luôn, rồi lay lất rồi cũng cả phiếu điều hưng năm. Thì nói nào ngay khi cô đi ra đó thì tiếng mình không biết chữ mình không biết, thì cũng có cái người đó cũng Việt Nam cũng quen biết, lúc mà đi qua ở cũng giống như là trong trại vậy đó, thì nói nào ngay biết có một đứa con rồi biết, nhưng mà sau này đó là gặp lại rồi biết cái hoàn cảnh của cô như vậy, rồi cũng muốn sống với cô. Thì cô mới nói gì chứ bây giờ cô giao hẹn giúp đỡ cô vấn đề kiếm nhà kiếm cửa cho con cô ở, tại vì họ có đi làm cho cô mượn giấy tờ để cô xin nhà xin cửa à. Rồi sau khi đó nếu mà được đó, thì lúc đó cô sẽ sống với người đó à. Nhưng mà sau này đó là có được chỗ cho con cô ở rồi thì cô sống với người đó, rồi lại có một đứa con trai với người đó, nhưng mà vô phước, nhưng mà cô lại không sống chung nhà. Nhà của người đó thì ở với cha với mẹ, còn cô thì cô mướn cái được cái nhà đó, kiếm được cái nhà đó rồi là cô ở với con cô đó, rồi cuối tuần họ về đó. Nhưng mà kết cục lại có được đứa con đó. Tại vì cô có bệnh không uống thuốc ngừa thai được, không đặt dòng được, mà cô xin cắt buồng trứng cũng không, nói cắt buồng trứng là cô chết liền đó, vì chỗ đó mà dưỡng thêm đứa con đó. Nhưng mà sống cũng không được, cứ uống rượu vô, đi làm lương bổng bao nhiêu thì xài láng hết đó, chớ hề cô chớ hề đụng tới tiền. Tiền ai nấy sống, ở nước này thì tiền ai nấy sống, nhưng mà mang tiếng có một đứa con, nhưng mà đến nỗi tệ đến nỗi đôi vớ cũng chưa mua cho con mình à. Nhưng mà cô nói hoài đừng nhậu thì phải ăn thì nó mới không có hại cho sức khỏe, còn bây giờ á không ăn rồi sau này đó lớn tuổi đi rồi nằm ở đó ai lo, cô thì không có sức lo rồi đó,
tại vì cô lớn hơn 4 tuổi, rồi cô bị bệnh nữa. Hả? Đàn bà sanh đẻ nhiều làm sao có sức. Dạ. Thành ra đó cô khuyên hoài không được, rồi cô mới nói thôi. Cứ nghĩ trong bụng kệ cha, nhậu á thì mai mốt mày chết thân mày, chứ tao đâu phải chết đâu, tao thân tao đã chết rồi, không có sao. Hả? Rồi khuyên hoài không được thì thôi. Cô nói chứ nếu mà không bỏ được cái tật uống thì đừng có lè nhè bên lỗ tai, về nhà cứ uống cứ nhằn 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 hoài, cô bực mình lắm. Rồi cô Nguyên. Dạ nãy giờ chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương của tụi con cũng rất là chân thành cảm ơn những cái lời chân tình của cô. Cô đã kể về cái hoàn cảnh của cô rất là hay. Mảnh Ghép tụi con nghĩ chắc cô bác ở cộng đồng mạng trong cũng như ngoài nước sẽ rất là cảm động qua cái lời kể chuyện về cái cuộc đời của cô Nguyên á. Con nghĩ thì quý vị sẽ rất là đồng cảm. Dạ rồi tụi cháu sẽ cố gắng kết nối với chú No dùm cho cô, và cũng hy vọng cái điều hạnh phúc ở cuối đời còn lại sẽ đến với cô và chú No. Tụi cháu cũng rất là hy vọng như vậy khi thấy cô và chú được hạnh phúc bên nhau. Thì bây giờ vô đây cô cháu mình tâm sự vô đây được hả cô? Khi nào rảnh thì cô cháu đâu mình nói sao? Chuyện riêng hả cô ha? Rồi được. Cô thấy sao được không? Đâu có sao đâu. Dạ. Muốn biết thêm nữa cô nói. Dạ. Lên đây thì đương nhiên rồi. Tất cả gọi là chồng cô đều biết hết. Dạ. Tại vì cô nói không có sai. Còn không thì cứ việc lên nói tiếp. Dạ. Lên cứ việc cô nói không đúng lời thì cứ việc nói. Dạ đâu có gì đâu cô. Cô nói hay mà. Không, cô thấy cô nói là người chồng của cô đó, nếu cô nói không đúng thì cứ việc lên nói lại. Đó đúng rồi, cứ là kêu chú xuất hiện lên ha. Kêu chú xuất hiện lên nói lại ha. Thì đó. Dạ. Yeah. Người đó cũng về Việt Nam lấy vợ rồi. Dạ. Yeah. Cô thôi ra rồi, cô nhất định cô thôi ra rồi, thuộc lại cũng 2 năm rồi, về Việt Nam cũng lấy vợ. Rồi Mảnh Ghép của tụi con cũng rất là chân thành sự tín nhiệm của cô nha, dành cho chương trình của tụi con. Tụi con rất là hân hạnh và cũng rất là vui. Chúc cô sớm ngày đạt được như sở nguyện của mình. Và đặc biệt hơn nữa là chúc cô được nhiều sức khỏe ở nơi nước Pháp, nơi rất là xa với Việt Nam. Dạ. Và bây giờ cô chào quý vị khán giả, cái cô cháu mình kết thúc ha cô ha. Rồi, cô cũng cảm ơn con nhiều. Dạ. Yeah. Với lại chúc cho con có nhiều sức khỏe để đồng hành tiếp tục vấn đề Mảnh Ghép Yêu Thương. Dạ, yeah, cảm ơn cô. Cô chào tất cả mọi người trên mạng. Dạ, yeah, trước khi kết thúc video thì Mảnh Ghép Yêu Thương cũng cầu chúc cho quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye cô nha. Bye bye. Dạ.